Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đến từ biên tập viên thời tiết Hương Liên. Xin chào chị Hương Liên. Chiều nay tôi thấy là ở miền Bắc thì sau vài ngày có vẻ mát trời thì hôm nay đã chuyển nắng rồi và nhiều nơi thì cũng khá là oi. Không biết là khu vực phía Nam thì như thế nào chị? Thời tiết mưa còn diễn biến phức tạp hay không ạ? Vâng Hoàng Dương, Tây Nguyên và Nam Bộ thì dự báo là chiều nay vẫn có mưa nhiều. Trên ảnh radar quý vị có thể thấy chiều nay ở Đắk Nông, Lâm Đồng và miền Tây Nam Bộ có những điểm mưa to, tương ứng là những nơi có độ phản hồi màu vàng cam như thế này. Tại thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông, lượng mưa đo được lên tới 95mm chỉ trong khoảng 1 tiếng. Dự báo ngày mai thì cả hai khu vực này vẫn xuất hiện nhiều vùng màu xanh đậm, tức là lượng mưa đến 50mm, thậm chí là có những nơi màu xanh lá, lượng từ 50 đến 100mm, nguy cơ kèm theo sấm sét, dông lốc nguy hiểm. Còn trong tối và đêm nay thì có khoảng tạm giảm mưa, nước lũ trên sông Cam Ly ở Lâm Đồng sẽ xuống dần. Dự báo mực nước sẽ giảm gần 1 mét so với chiều nay và ở mức báo động 2. Tuy nhiên thì đây vẫn là mức lũ cao, người dân không được chủ quan. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc thành phố Đà Lạt, gồm xã Tà Nung, khu vực phường 4, 5, 6, các xã Mê Linh, thị trấn Nam Ban, thị trấn Đinh Văn thuộc huyện Lâm Hà và xã Bình Thạnh ở huyện Đức Trọng. Còn với khu vực Bắc Bộ, dự báo ngày mai tiếp tục có nắng và oi nóng hơn. Nhiều nơi như thành phố Hà Nội, Việt Trì, Ninh Bình, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ, Hòa Bình, nhiệt độ cao nhất tăng lên 33-34 độ. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Hạ Long đêm nay và sáng sớm mai có lúc mưa nhỏ 27 độ. Trưa chiều mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Đà Nẵng dự báo đêm nay có lúc mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 27 độ. Ngày mai trưa chiều trời nắng và oi nóng, nhiệt độ tăng lên 34 độ. Nha Trang cũng có thể có mưa trong đêm nay và chiều tối mai, nhiệt độ thấp nhất 25 độ. Còn trong ngày mai trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất 32 độ.